Thân chào quý vị, một tuần qua mau quá, sáng này ngủ dậy, wow, trời đẹp ơi là đẹp, nắng vàng bên ngoài, gió mát, mới nằm dậy đã nghe chim hót rồi, buổi sáng nghe chim hót như mời mọc đón chào, một bình minh tươi mát, đầy sức sống dạt dào. Thấy vậy, nhìn ra sân, buổi sáng nhìn ra sân, ánh nắng phủ xa gần, cỏ hoa sương còn đượm, vạn vật đẹp vô ngần. Wow, mình còn sống mà, mình có một ngày mới hả? Ok, nó chạy lên não, rất là tốt. Wow, tốt quá, khỏe quá. Xoa mặt, rất là tốt. Ok, xoa trán hết nhăn. Ok, bấm huyệt, mắt sáng quá. Ok, nhai, đánh răng, răng mạnh. Ok. Wow, máu chạy lên não, máu chạy lên não, tốt. Máu chạy lên não, tốt, tốt. Ok. Xoa cổ, bớt mỏi cổ, xoa cổ, bớt mỏi cổ. Ok. Xoa hai tay, ok. Xoa ngực, khỏe quá. Xoa hai đầu gối. Đánh hai đầu gối với nhau. Xong. Hít vào, tâm phẳng lặng. Thở ra, miệng mỉm cười, an trú trong hiện tại, giây phút đẹp tuyệt vời. Xong, bước chân xuống giường, nhớ cái giường vừa phải, bước sân đụng nó, đừng có cao quá, đừng thấp quá, ok. Đứng dậy, hít thở vài cái, stretch. Ok, xong, bây giờ, vương cổ, vương vai. Ra, đánh răng rửa mặt, nhìn trong gương. Cười, sợ ngày này còn khỏe quá, mình còn sống, mình có sức khỏe, tốt quá. Hãy enjoy cuộc đời hôm nay, phải làm sao mình tốt đẹp hơn. Mình không cần làm gì nhiều, chỉ tốt hơn mình ngày hôm qua thôi. Ok, mình cũng không cần so sánh người này, so sánh người kia, cho nó mệt. Hôm nay hả, tôi ráng làm việc tốt, ok, tôi ráng khỏe hơn ngày hôm qua. Và mình an trú trong hiện tại, giây phút đẹp tuyệt vời. Nếu mỗi giây phút đều đẹp, đều an trú hết, thì cuộc đời mình tốt đẹp thôi. Ok, rồi. Bây giờ mình nói về, tôi xin chia sẻ một vài cái. Quý vị thấy tôi làm phòng mạch đó, là từ năm 2000, tôi về qua đây 75 ha. Xong rồi đầu 76 đậu bằng tương đương ha. 77 đi qua học bên chuyên môn bên Florida ha, 80 về làm tại Pomona và hành nghề từ 1980 tới bây giờ 42 năm. Thì biết hành nghề trong cái vấn đề hồi đó về family practice rồi pediatry, thành tôi thấy rất nhiều cái cảnh vui buồn trong gia đình. Ok, từ những người bây giờ đã thành hồi đó họ trẻ, bây giờ thành ông nội, bà nội. Tôi đã khám những em bé, từ bây giờ đã bác sĩ, nha sĩ. Thành 42 năm mà, biết bao nhiêu là mình thấy cảnh. Có những cụ bây giờ tới 100, người già nhất của tôi mà bệnh nhân là 106 tuổi. Ok, bây giờ hình như còn sống. Ok, vì lâu lâu mới đi. Biết bao, rồi đi dự biết bao nhiêu đám cưới, đi dự biết bao nhiêu đám tang, dự bao nhiêu sinh nhật, bao nhiêu tuổi con mới ra đời, con thành vui lắm. Nhưng mà trong cuộc đời này thì tôi thấy quan trọng nhất là khi cuối đời. Cuối đời đó làm sao mình sống khỏe, sống vui, vui khỏe mà. Gia đình con cái thuận hòa. Và khi đi đó, ngủ một giấc, nằm, đi, sướng nhất. Ok. Thành đó là cái phước báo. Nhưng quý vị nhớ này, cuộc đời là sanh lão bệnh tử, biết ai mà được như vậy, đúng chưa? Thành mình ráng giữ sức khỏe, mình làm hết sức của mình, rồi tới đâu hay đó. Mình đâu có thể mà nói làm sao để hôm nào đó tôi ngủ tôi đi luôn. Mình đó là mình muốn, nhưng mà chắc gì được như vậy. Tuy nhiên là mình biết hết sức, mình lo săn sóc sức khỏe mình lo đi khám bệnh kỳ, mình lo enjoy, mình sống vui vẻ, hòa thuận mọi người, thì là tới đâu hay đó. Kia là
try your best and let God take care of the rest. Tức là mình làm hết sức để ơn trên lo lắng cho mình. Ok. Trong tuần vừa rồi thì bên đây tôi mới chia sẻ một số cái câu chuyện quý vị để quý vị biết. Ok. Những mình sửa soạn cho mình. Ok. Thì trong tuần rồi thì có một cái ông cụ. Ok. Hai vợ chồng, ông cụ chín mấy tuổi, bà cụ gần 90. Hai vợ chồng ở nhà mình thì cũng có bệnh bệnh nhưng mà cũng còn khỏe. Thì một sáng cụ đi ra vườn chơi, rồi ông bị vấp té gì không biết. Nhưng mà khi chiều đó, người con tới khăm thì ông thấy ông cụ nằm ở ngoài vườn và đã ra đi. Thì như vậy thật ra ông cụ cũng rất là phước báo, khỏe quá. Đi trong nghĩa là phút chốc thôi, rất là nhanh. Ok, không có nhiều người như bị heart attack hay là bị nhồi máu cơ tim hay là bị tai biến về mắt não, nằm trên giường bệnh nhiều khi hôn mê, nhiều khi tỉnh mà không nhúc nhích được cả 5 năm, 10 năm, rất là tội. Tội cho họ mà tội cho con cháu nữa. Thành ông cụ này đi dễ rất tốt. Thì đi như vậy đó, thì đương nhiên khi người nào mà chết ở nhà đó thì cảnh sát sẽ tới làm biên bản. Khi mình kêu mà thông báo cho, thì khi mà có người chết trong nhà thì đương nhiên mình phải kêu thông báo ha. Hoặc là mình kêu 911 thì tới nó thấy chết, họ đi để declare chết, họ cũng thông báo cảnh sát. Hoặc mình kêu cảnh sát, họ tới. Họ tới đó thì việc đầu tiên là họ hỏi thử người này á, có bác sĩ nào gia đình không. Nếu có bác gia đình á, thì họ sẽ liên lạc bác sĩ gia đình. Họ hỏi ông này vì sao chết vậy, có gì mà chết ở nhà thì có để coi mình nói thế nào. Nếu mình biết bệnh nhân bị bệnh nặng, bệnh nhiều lần rồi và nhất là trong vòng mấy tháng này có đi khám bác sĩ thì nó không, bệnh nhân là bệnh này là bệnh của tôi và ông này bệnh già và rất nặng thì ông đi là chuyện thường thôi. Thì nó nói ô vậy hả, ok như vậy thì không sao. Còn nếu không thì họ sẽ gửi ca này lên coroner case. Coroner case là cái của chính phủ đó, để họ điều tra tại sao ông này chết, người này chết. Thì nếu cần họ sẽ làm autopsy để tìm nguyên nhân. Nhưng mà nếu mà có một vị bác sĩ gia đình nào đã nói là đã biết bệnh rồi và biết ông này chết là vì bệnh thôi thì không sao. Thì tôi rất mừng khi mà tôi người nhà báo tin tôi ngay lập tức và tôi nói đừng có lo. Có gì nói tôi là bác sĩ Võ, bác sĩ gia đình thì cảnh sát sẽ kêu tôi và mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Vì tôi biết ông cụ bệnh lâu nay rồi mà cũng 91 tuổi rồi, lớn tuổi thì không sao hết. Ngày hôm qua thì nhà quan gửi cái giấy death certificate thì tôi chỉ ký gửi lên cho Sacramento thôi. Và khi gửi giấy về thì đi chôn, không sao hết. Nhưng mà ghi nhớ này, những người mà cao niên rồi đó thì mình phải biết là mình phải đi khám bác sĩ định kỳ trong vòng vài tháng, 3, 4 tháng, 6 tháng, tối đa. Để khi mà người đó đi á, thì có bác sĩ gia đình chứng rất là dễ. Còn nếu không có thì lôi thôi lắm, là thứ nhất. Thứ hai là ông cụ này đó, trước đó đã cũng có đi bệnh viện vì khi ông mệt á. Thì khi vô điện thử nghiệm thì họ nói trong máu á, có những chất về áp phiện. Quý vị biết sao? Vì ông cụ này dùng những herbal supplement cho nó khỏe, cho nó thoải mái đó. Thì trong những cái này đó là những chất gì mình không biết. Và nhiều khi họ cho những chất thuốc áp phiện vô để người ta thấy khỏe. Ok, nhưng mà cái đó cũng rất là tai hại vì những cái chất đó nhiều khi nó làm cho mình thở rất là yếu. Thành á, khi mình dùng thuốc men cẩn thận. Mình nhất là con cái này, các cụ người bà mình phải lâu lâu tới coi thuốc là họ có uống không. Ok, là vì nhiều khi mình bác sĩ cho thuốc mà họ không uống, thành mình phải đếm cái pill để coi họ uống không. Thứ hai là nếu mình giúp các ông cụ, mình để mua cái có 7 ngày bao nhiêu thuốc đó, mình để từng ngày đó thì hy vọng rằng họ từng ngày lấy thuốc. Nhưng mà nhiều khi mấy người lớn tuổi họ cũng quên cái đó luôn nữa. Thành mình phải nếu được mỗi ngày tới mà thăm á, coi thuốc uống chưa cho người ta uống. Và phải nhớ là có nhiều loại, những loại thuốc nó làm cho hay thì phải coi hỏi bác sĩ pharmacy, nhiều loại herbal và thuốc uống có hợp với nhau không.
Mà herbal thì nhiều cái có thể tốt. Vì xưa nay hồi xưa ông chưa có thuốc Tây thì nhiều người vẫn khỏe như thường. Nhưng mà phải biết thuốc đó trong đó có cái gì. Và mình cũng nhiều khi mình không biết trong đó có cái gì nữa. Thành mình phải cẩn trọng. Tóm lại, khi những người lớn tuổi mình cẩn thận về sức khỏe, tránh té ngã, cách dùng thuốc, khám định kỳ. Nếu mà làm được như đó rồi đó thì mọi chuyện tới đâu hay đó, và ơn trên sẽ phán xét cho mình, lo cho mình. Ok, tới đây đã hết hết giờ. Chúng tôi xin quý vị đừng rời làn sóng để tiếp tục phần 2. Đó, cảm ơn quý vị đã không rời làn sóng. Những cơ sở thương mại này họ quảng cáo cho đài, thì nếu mà họ tốt như những chỗ khác thì quý vị nên ủng hộ. Và nhớ khi tới mua, ô tôi nghe quý vị trên đài của ABC, ô tôi nghe quý vị trên chương trình Bác sĩ Hữu Sống Đời Vui Khỏe, họ vui lắm. Ồ vậy hả? Ok, tôi sẽ quảng cáo thêm nữa. Thì nếu họ có nhiều financial vô, họ sẽ quảng cáo và mình sẽ có giờ làm thêm. Ok, bây giờ cái bệnh này tôi nhiều khi tôi cũng nói luôn, nói tới nhiều lần rồi, nhưng mà quý vị thấy đó, nói là một chuyện, nghe là một chuyện, thực hành là một chuyện nữa, mình không biết được nha. Thì bây giờ đó tôi nói về nghe cái bệnh này, 25 triệu người ở Mỹ đã bị, ok, mà nhiều khi con số nhiều hơn nữa, và tiền tốn cái bệnh này tỷ 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 đô la. Mà trong đời quý vị á, chắc chắn có lúc quý vị cũng bị như vậy nữa. Vì sao? Lúc quý vị mệt quá, lúc quý vị nhậu say quá, lúc quý vị làm việc nhiều quá thì sẽ bị thôi. Bệnh gì mà ai cũng bị vậy, nhưng mà bị nhiều mới sợ, còn lâu lâu bị lần không có sao. Bệnh gì vậy? Cái này là bệnh kêu là sleep apnea, tự nhiên là kêu đúng là nhịp là ngủ mà tắt thở. Ngủ mà tắt thở, hay là nói một cách nôm na là ngủ ngáy. Nếu nói mà sleep apnea, nói cái gì bác sĩ, hay là ngủ tắt thở, cái gì mà ghê vậy? Còn nói ngủ ngáy, à tôi biết rồi, chồng tôi nó ngáy, ông ngáy dữ lắm, bà xã tôi lâu lâu bà ngáy to quá. Vì thấy trong nhà mà có người ngủ ngáy nhiều khi vui, mà nhiều khi buồn giận lắm. Là bây giờ ví dụ mình nhiều đêm mà con cái ngủ học bài đang để ông bà cụ nó ngủ mà ngồi học cũng được, nó là nghe ùng quá, nằm ông bà cụ nằm ở phòng này mà mình ngồi học phòng kia cũng nghe, hay là trên lầu mà mình ngồi học dưới nhà ngáy cũng nghe luôn. Ok, mà nhiều khi đi đi khách sạn, đi party xa của khách sạn, ngủ không chịu không được, khách sạn là nhà là cửa mà ngầm ông chồng hay là bà vợ mà ngáy thôi chịu không thấu. Ok rồi, thì vì sao? Nhưng vì sao vì nhớ mình hít thôi vô mũi, vô đây xuống cái vòng khổ cái đi xuống phổi, ha, thông thường rất tốt. Mà khi ngay mình ngủ đủ ngay gì, nhưng mà nếu cái đường hô hấp nó bị nghẹt á, hay là cái não không phát tín hiệu để thở vô thở ra đó, thì mình đang hít thở vậy tự nhiên ngưng. Khi ngưng như vậy á thì oxygen saturation nó giảm xuống, nó gửi tín hiệu đến não, nó chết cha rồi, thiếu oxy, thiếu oxy, kích kích thích cái cơ rồi mình đang ngủ rồi tỉnh lại hít lại. Mà vì sao có tiếng ngáy? Là vì tiếng ngáy là vì cái không khí đi qua, thường thường nó normal cái cỡ, nhưng mà khi mà cái muscle nó bị thổi xuống đó, thì nó làm cho nghẹt lại thành cái vòng cái rung lên, thì đó tiếng ngáy. À, thì rất là dễ hiểu. Thì ngáy có hai loại, một loại nghẹt. Nghẹt là vì sao? Là vì có thể là ở đây mình thấy là cái miệng nhỏ quá, hoặc là cái cổ to quá, người nào cái size 17 trở lên là to, hoặc là amidon tông xương to quá, hay là những cái nghẹt từ mũi. Ok. Đó thì cái đó nó làm cho mình bị kêu là obstructive apnea, là bị nghẹt. Còn có cái khác nữa là vì trên não không phát tín hiệu đều. Khi phát tín hiệu thì mình mới thở chứ, không phát tín hiệu thì mình không thở được. Thì cái đó là central apnea. Thì cái đó là do những bệnh trang nha, hồi trước bị stroke hay là bị những bệnh về thần kinh ở trên não yếu. Thì đó.
Triệu chứng là sao? Cái triệu chứng mình quá dễ, ai cũng biết là ngáy rồi. Người nghe là biết ngay đó. Nhưng mà quan trọng đó, sáng ngủ dậy miệng khô là vì thường thường ngủ dậy ngáy là miệng há thở, thường thường phở mũi không sao mà thở từ miệng thì khô cái miệng. Ngủ dậy nhức đầu thì oxygen mà, nhức đầu cao có khóng kỉnh tại buổi sáng sớm á, xếp vô sở đó hay bị cao có lắm. Nhưng mà sau đó uống cà phê, uống nước tỉnh mờ thì đỡ hơn, ăn có đường vô đỡ hơn nữa. Rồi ban ngày á, vì ban đêm thiếu ngủ, ban ngày ngủ mệt, nằm ngủ gục, công việc làm nhiều khi vì công việc làm đứt tay, chặt tay, ung vô ly, bất vì muốn ngủ giật. Lái xe bị tai nạn xe cộ rất là nguy hiểm, vì mất ngủ kinh niên làm cho cái tâm thần thay đổi, người hay cau khó, khó chịu, nóng giận, vân vân. Và mình ngủ như vậy, người vợ, người chồng ngủ yên không? Thì như vậy họ sẽ ảnh hưởng luôn, họ cũng mất ngủ luôn như mình, và mình ngủ không có thay, thì cái đó đưa tới vấn đề bất hòa gia đình. Và ngủ như vậy thiếu sức, vấn đề sinh lý yếu luôn. Ok, thành á, mình bị rồi mà có hại người bên cạnh nữa, và gây những cảnh bất hòa. Thành nếu mà ngáy nhiều quá đó, hay nhất hai người ngủ hai phòng khác nhau. Ok, và nếu cần á, khi nào mà có cái gì đó thì mình vẫn vui vẻ, vui vẻ xong qua ngủ riêng, đâu có sao, hai bên đều có lợi hết. Rồi đó là triệu chứng. Bây giờ tại sao bị như vậy? Thì hồi nãy tôi nói là những người bị cái cổ to, bị cái cằm nhỏ, bị về cái septum của mũi bị nghẹt, hay là bị nghẹt mũi kinh niên, hoặc là những người bị tiểu đường, bị máu cao cũng dễ bị đưa tới cái này. Hay những người mà bị cái GERD là ở lên nhiều, nó làm cho sưng cái vùng này cũng dễ. Ok, những người hút thuốc nhiều cũng dễ bị, uống rượu nhiều cũng dễ bị, người trong gia đình đã bị thì những khác dễ bị theo. Còn về central thì những người đó bị bệnh về thần kinh, những tế bào não bị hư hại, hay là bị stroke vân vân, thì đó là biết cái nguyên nhân. Mà cái biến chứng thì nó làm cho, thứ nhất tôi nói hồi nãy đó là công việc bị trì trệ, gia đình bất hòa, sức khỏe sinh lý yếu, và cái này nó làm cho đường bị nặng hơn, máu cao hơn, nó làm dễ bị stroke hơn vì thiếu máu lên não, nó làm dễ bị đau tim hơn vì thiếu máu tới tim, thành và có thể nó làm được những cơ quan khác, gan cũng bị luôn, thận cũng bị vì thiếu oxygen. Ok, đó thì nó bị khắp mọi nơi. Bây giờ muốn trị liệu làm sao, muốn nghe ngay đi bác sĩ biết liền. Ok, thì bác sĩ cũng khám đường, khám mỡ vân vân qua, và nếu cần cho vô những trung tâm ngầm ngủ một đêm. Họ đo EKG, họ đo EEG, họ đo EMG, và họ biết được cái mình ngáy cái mức độ thế nào tùy theo nặng nhẹ. Hoặc là bây giờ tối tân hơn, họ có thể cho những trang bị về nhà để thử, và họ có thể monitor 24 bằng cái online. Ok, thì biết rồi như vậy thì bây giờ họ phải trị bệnh, thì trị chính là những cái bệnh gây ra như bị nghẹt mũi, bị septic infect, trị cái tớ máu cao, đường cao, mỡ cao, trị cái đó. Và nếu mà cần thì ví dụ như cái nó cho những cái cằm, và nó có thể cho những cái mổ xẻ đưa cái cằm ra, hoặc là cho những oral upland bỏ vào miệng. Và cách trị hay nhất là CPAP, là một cái máy mang giống như phình da, và nó thổi cái khí vô trong cái miệng mình để nó nở cái vùng mà ban đêm mình nằm ngủ nó không có bị nghẹt xuống nữa, mà nó thông thường luôn luôn, thành ngủ rất là tốt. Thì đó là những triệu chứng mình có thể, một cái bệnh mình trị được. Nhưng mà muốn ngăn ngừa thì sao? Ngăn ngừa thì nhớ đó, thì đầu tiên hết đó là những người mà mập quá thì cái cổ to gì, bớt mập, ăn làm sao bớt mập, trị đường, trị máu cao, không nên hút thuốc, không nên uống rượu. Ok, và nếu mà nằm ngủ hay nhất đừng bao giờ nằm ngửa, vì nằm ngửa cái nó dễ cái muscle collapse. Nằm nghiêng một bên, mà nghiêng một bên cứ nhớ làm sao nghiêng là lắc nghiêng về, cho nằm nghiêng bên nhiều khi sáng dậy cái vai nó đau lắm. Ok, thành rất là, đó là những cách đó. Hay là khi mình nằm ngủ mình cũng có thể kê cái giường cao lên một tí thì nó dễ hơn. Ok, nhưng mà nếu mà quý vị thấy đó vẫn còn ngáy thì phải đi khám bác sĩ và phải dùng CPAP mà thôi. Nhưng mà với cái mình thấy này, mình nếu mình biết bớt rượu, bớt mỡ,
trục cân trị những cái bệnh liên quan ha. Và hay nhất vợ chồng nên nằm ngủ hai phòng riêng với nhau. Ok, có gì nếu cần thiết thì mình trở lại vui vẻ, vui vẻ xong qua ngủ riêng, không ai phiền ai hết. Và nhất là nếu mình có thể nằm ngủ, nếu mình nằm một mình thoải mái, nằm nghiêng một bên, rồi có gì lâu lâu mình xoay qua lại thì cái đó nó đỡ hơn. Thì cái này là một cái bệnh kinh niên mà anh mà nhớ thế này, những đêm mà nhậu về đó nó còn ngáy gấp mấy lần nữa, là khi nhậu xong nó làm cho cái muscle nó relax. Thành thử nếu mà weekend đó, weekend mấy ông chồng ông còn ngáy ghê gớm lắm, thành để mà đã ngáy rồi thì về weekend nhiều khi bà vợ đâu thích nữa, là vì đâu có làm ăn gì được. Ok, thành nhớ cái này đó, bệnh này không có chết nhưng mà hạnh phúc gia đình rất là mệt. Và đi làm đó, vô mà đi làm công suất nó giảm xuống rất nhiều vì vô ngồi ngủ gần ngủ gục. Và quan trọng nhất là khi lái xe hơi, nhiều tai nạn xảy ra là vì mình ngủ gục trên xe, lái xe mà không biết. Thành quý vị ơi nhớ nha, tránh bớt nghĩa là rượu, thuốc, giảm cân. Và nhất là quý vị phải biết làm sao mà giữ gìn sức khỏe để nên khám định kỳ, để nó có cái bệnh gì mình lo chữa trước đi. Ok, thì quý ta nhất định chúng ta đã lo hết sức mình, làm hết sức mình rồi thì lúc bây giờ ơn trên sẽ lo cho mình không có gì hối hận hết. Ok, tới đây hết giờ, chúng tôi xin thân chào quý vị, thân chúc quý vị những ngày thật vui bên cạnh người thân, và nhất là hẹn gặp lại quý vị trong chương trình gần tới.